Xin chào các anh em, chào mừng các mọi người đến với video theo của mình. Ngày hôm nay mình cảm thấy khá là vui bởi vì đã gần như tròn một năm mình làm cái channel về nước hoa này. Thực sự là cũng có nhiều khó khăn, cũng có nhiều niềm vui và cũng có những cái mình không hài lòng đó. Thì trước khi nói về cái chủ đề video ngày hôm nay thì mình cũng muốn tâm sự với mọi người một chút, bởi vì thực sự mà nói cái channel này của mình nó là có thể gọi nó là cái ước mơ của mình. Mình đã ấp ủ cái ước mơ làm một cái channel về nước hoa này mấy năm, 2 đến 3 năm là mình đã có cái ấp ủ là mình làm, và mãi đến năm ngoái mình chính thức bắt đầu làm. Do đó là mình rất rất cảm ơn một năm qua mọi người đã luôn ủng hộ mình. Các bạn phải ủng hộ, các bạn có xem, các bạn có comment thì mình mới có thể có một cái động lực để mình làm cái video đó. Cái thứ hai thì có lẽ là mọi người cũng luôn thấy là tại sao mình không bao giờ làm những cái dòng nước hoa về niche đó. Thì thật ra cái này là suy nghĩ của mỗi người. Cái quan điểm của mình ấy thì là ở Việt Nam mình đến hiện thời điểm hiện tại thì nước hoa nó càng ngày nó càng phổ biến. Thế nhưng mà so với các nước ở nước ngoài ấy, thì nó nhiều cái nó vẫn còn là một cái gì đó nó rất khá là mới mẻ. Và mình nhận thấy là đến khoảng 70% các anh em là các bạn chỉ có nhu cầu là một vài chai thôi, và cái mức giá nó chỉ khoảng tầm từ 2 triệu đổ về là đủ. 2 triệu đối với nhiều bạn cũng đã là một cái gì đó là phải suy nghĩ đắn đo đó. Cho nên là mình cảm thấy là mình nên làm những cái chai mà cái thứ nhất là mùi hay, mùi đẹp, và có một cái mức giá vừa phải để hợp với cái túi tiền của mọi người, hơn là làm những cái chai nước hoa mà nó có một cái mức giá nó quá đắt. Tất nhiên cũng các bạn cũng sẽ có, các bạn có thể có khả năng có tài chính mua được, thế nhưng mà nó rất là ít đó. Mình nghĩ là mình hướng tới cái số đông. Mình muốn giúp cho các anh em mà sinh viên, các bạn có thu nhập bình thường, các bạn cũng có thể mua được một chai nước hoa mùi đẹp để mà sử dụng cho cá nhân đó, hơn là mình sẽ làm, ví dụ mình nói những cái chai nước hoa, ví dụ như chai nước hoa này chẳng hạn, MFK Wood Satin Mood đó, hoặc là chai Discreet Royal Prussian Black. Mình chỉ nói ví dụ hai chai này thôi. Ví dụ các bạn nếu mà sinh hoạt trên niche split, các bạn đều biết đó là cái chai Discreet Royal Prussian Black này, để mà kiếm không hề dễ dàng, và có kiếm thì cái mức giá của nó chắc chắn luôn từ 2 triệu đổ lên đó, không hề rẻ một chút nào. Và cái chai MFK Wood Satin Mood này thì mọi người đều biết quá rõ rồi cái mức giá của nó. Thì mình cảm thấy nếu để làm những cái chai nước hoa như thế này, nó có cái gì đó chắc chắn là sẽ có nhiều bạn sẽ không bao giờ mua những cái chai nước hoa như thế này đó. Thì mình nghĩ là mình không cần thiết làm review. Mình muốn làm những cái chai nước hoa mà nó dễ mua, mùi hương đẹp và dễ tiếp cận đến cho mọi người. Ok, trở lại với cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa mà mình rất rất thích. Đó là một sản phẩm của nhà Prada, nó có tên là Prada Amber Pour Homme. Đây là chai nước hoa mà theo như lời của nhà sáng chế nước hoa, đó là Missua Prada. Bà đã nói là khi mà bà chế tạo mùi hương của chai nước hoa này, bà muốn tưởng tượng xem mình khi mình là một chàng thanh niên hoặc là một gã đàn ông thì sẽ là như thế nào đó. Cho nên là nói thế để các bạn đến, các anh em cũng có thể có cái cảm nhận là mùi hương của chai nước hoa này mặc dù là dành cho nam, thế nhưng nó có một cái gì đó mềm mại, nó có cái gì đó nhẹ nhàng uyển chuyển với cái của nữ giới, hòa lẫn với một mùi hương mà sử dụng khá nhiều những cái thành phần cũng khá là đậm mà hay dùng trong nước hoa nam. Thế nhưng mùi hương của nó lại không hoàn toàn là như thế. Ok, chai Prada Amber Pour Homme.
Để nói về thành phần mùi hương của chai nước hoa này thì hương đầu của nó có quả quýt hồng này, hoa cam neroli, cam bergamot, bạch đậu khấu. Hương giữa là hoa cam, xạ hương, cỏ hương bài, hoa phong lữ, nhựa thơm. Đó, hương cuối là hương labdanum, giao thuộc gỗ đàn hương, đậu tonka, hoặc hương, hương vani và nghệ tây. Nói chung đây là một chai nước hoa sử dụng khá nhiều những cái thành phần nguyên liệu để blend mùi. Đó. Để nói về cảm nhận mùi hương của mình khi mà mới xịt chai nước hoa này, cái cảm nhận ban đầu của mình là một cái vị tươi mát căng mọng của quýt và cam, rất là tươi mát, rất là dễ chịu. Khi mà các bạn mới xịt thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu. Đó. Và tiếp theo đó thì khi mà mình ngửi mùi hương của chai nước hoa này thì mình cảm thấy thực sự để mà nói thì đây là một cái tổ hợp mùi nó blend, nó mix rất là nhuyễn để blend lên mùi. Và mình cảm thấy là có lẽ là không nên quá là phân biệt rạch ròi là nốt mùi gì, bởi vì là nó đã tổng hợp, nó tạo nên một cái mùi hương soapy. Đó, mùi xà phòng tươi, nó không tươi mát và trong trẻo giống như chai nước hoa Mugler Cologne. Chai nước hoa Thierry Mugler Cologne nó có một cái style mùi cũng khá là giống với chai Prada Amber Pour này, nhưng mà nó trong trẻo và nó tươi mát. Các bạn có thể xịt chai đó 15, 20 phát, 25 phát, tùy các bạn xịt, bởi vì là mùi hương của nó rất là nhẹ nhàng, cho nên xịt bao nhiêu phát nó cũng vẫn giống như là như thế. Nhưng ở chai Prada Amber Pro Home này, bởi vì là nó có những cái ví dụ như là da thuộc, đậu tonka vân vân, cho nên là mình vẫn có cảm thấy cái nét nam tính trong cái mùi hương của nó. Và đặc biệt sau khoảng 30-45 phút thì cái mùi hương này nó cái thứ nhất là nó skin scent, một mùi hương có một chút soapy, xà phòng sang trọng, lịch lãm, và nó vẫn có cái nét một chút gì đó cay nồng. Có lẽ bởi vì mình nghĩ nó có nhựa này, có da thuộc, có đậu tonka vân vân, cho nên là cái mùi hương của nó mới ngửi lướt qua thì nó có cái nét gì đó khá là nữ tính. Thế nhưng nó vẫn có cái nét nam tính rắn giỏi trong cái làm nền cho cái mùi hương này. Đó, đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai Prada này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem phản ứng của mọi người khi mà được ngửi mùi hương của chai nước hoa Prada Amber Pour. Okay, here this for the summer, the fragrance this for summer. This is the fragrance from the bottle. Yeah. This from the bottle. Yeah. How you feel? Really fresh. Fresh. Soft. Yeah. Yeah, I like it. Yeah. Yeah. It's not too strong. Yeah. So from 1 to 10, how do you give? I think 7.5. Half. 7.5. 7.5. And how about you? I think 8. Eight? Yeah, okay. Đây là chai nước hoa dành cho nam. Bạn có thể gửi giúp mình cho mình cái ý kiến của bạn. Bạn thấy mùi hương này thế nào? Đó là nước hoa dành cho mùa hè. Bạn thấy thế nào? Mùi dịu chứ không bị lắm quá. Bạn có thấy nó fresh không? Nghĩa là mát nữa. Nếu mà từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? 8 điểm. Rồi, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn có thể thấy phản ứng của mọi người đối với sản phẩm của nhà Prada này là rất là tốt. Nó rất là dễ chịu, không gây khó chịu đối với mọi người. Về độ bám tỏa của mùi hương của chai nước hoa này thì bởi vì trên da của mình nó bám khoảng, mình nghĩ là khoảng được tầm khoảng 6 tiếng, và độ tỏa hương của nó thì thoang thoảng nhẹ nhàng trên da. Đó, nó không phải là cái dạng ào ra tỏa ra như, mà rất là nhẹ nhàng bám sát lên da. Đó, chai nước hoa này đặc biệt phù hợp sử dụng vào xuân hè, rất hợp vào xuân hè và cực kỳ thích hợp cho văn phòng. Đó, thứ nhất là dùng cho văn phòng, và cái thứ hai, nếu như bạn nào quần nâu, áo sơ mi,
thích theo như kiểu dạng như kiểu soái ca thì Prada Amber Forum này là một sự lựa chọn cho các bạn. Một mùi hương sang trọng, lịch lãm, nhẹ nhàng đó, nhưng không hề yếu đuối. Đấy là những cái mình muốn nói về mùi hương của chai nước hoa này. Tổng quan lại, chai nước hoa này có đáng mua hay không? Thì mình muốn nói là nó sẽ là một cái vũ khí hạng nặng cho các bạn. Nếu như bạn nào, mình nói lại, nếu như bạn nào có một cái style theo như mình nói rồi, dạng kiểu soái ca đó, thư sinh, nho nhã, thì mùi hương của chai nước hoa này sẽ cực kỳ hợp cho các bạn đó. Trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Prada Amber Forum. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.